Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chiều 15 tháng 6, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh vừa tiến hành bàn giao 3 công dân cho chính quyền xã Hòa Hiệp, huyện Cư Quyên, để chính quyền xã bàn giao lại cho gia đình. 3 công dân này là những người bị nhóm đối tượng tấn công vào hai trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên vào rạng sáng 11 tháng 6 bắt cóc làm con tin, ghi nhận của báo Công an Nhân dân. Theo đó, những công dân được bàn giao cho gia đình gồm Y Dương Krông, sinh năm 2005, Điểu Nguyên, sinh năm 1991 và Y Dũng Krông, sinh năm 2004, cùng trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước đó vào rạng sáng 11 tháng 6, sau khi nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, trên đường rút chạy, các đối tượng này đã xông vào lán trại công nhân tại một công trình gần trụ sở Ea Cơ Tu. Tại đây, nhóm đối tượng đã dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt 3 công nhân trên làm con tin. Sau đó, nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả 3 con tin điều khiển xe gắn máy, đi theo chúng. Đến chiều 11 tháng 6, 2 trong số 3 con tin đã được lực lượng công an giải cứu. Tối 14 tháng 6, con tin thứ 3 cũng được lực lượng công an giải cứu an toàn. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, sau khi hoàn tất các thủ tục, chính quyền đã bàn giao 3 công dân về với gia đình. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ thân nhân, gia đình, các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Tại buổi phát động, Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo một số nội dung, thông tin liên quan về vụ việc nổ súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 đồng chí công an, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ công an xã trọng thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp, vừa tổ chức xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng, vừa khắc phục hậu quả vụ việc để ổn định tình hình. Đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và cả nước. Lãnh đạo Công an tỉnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc trước những đau thương mất mát của thân nhân, gia đình, các cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương tại Đắk Lắk. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, các sở ban ngành đã quyên góp ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn, đau thương mất mát đối với thân nhân, gia đình cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương tại tỉnh Đắk Lắk. Số tiền quyên góp được, lãnh đạo Công an tỉnh cử đoàn công tác đến thăm viếng, động viên, chia buồn đối với gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh và bị thương tại Đắk Lắk. Thông tin từ Vietnamnet, tính đến tối ngày 14 tháng 6, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu thuộc huyện Cư Quyên. Mô tả về tính chất nghiêm trọng của vụ tấn công trên, Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là hành vi gây mất an ninh trật tự, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết bí thư xã Ea Cơ Tu, chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác. Theo Trung tướng Tân Sô, qua lấy lời khai ban đầu các đối tượng, khai chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, còn dùng vũ khí tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã. Sau 4 ngày truy bắt và vận động các đối tượng đầu thú, tình hình tại huyện Cư Quyên và tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường. Theo ông Tuân Sô, nhịp sống thường ngày trở lại như những ngày trước 11 tháng 6. Trong thông điệp phát đi, người phát ngôn của Bộ Công an đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đồng bào, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân. Đáng chú ý, Bộ Công an cho rằng, qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm.
Liên quan đến vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Cơ Tu, trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện Cư Cuin, tỉnh Đắk Lắk. Đến ngày 12 tháng 6, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Thông tin từ cổng thông tin điện tử chính phủ. Thư kêu gọi nêu rõ, sáng 11 tháng 6 năm 2023, trên địa bàn huyện Cư Cuin đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, gây thương vong một số chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Cuin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cấp ủy chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm làm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong bị thương, thông báo động viên người dân bình tĩnh không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra. Đồng thời, xin chia sẻ với những đau thương mất mát to lớn của gia đình các chiến sĩ công an, cán bộ, người dân. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của các chính quyền các cấp, tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, phối hợp hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sĩ công an, cán bộ và người dân bị nạn, yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định phát triển của địa phương. Đồng bào đồng chí chiến sĩ không đăng tải chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không tin, không theo các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo, chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với truyền thống yêu nước, đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển. Bộ Công an cũng đã thông báo đề nghị bà con huyện Cư Cuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!